Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé. Hậu ly hôn Chế Phong, Thanh Thanh Hiền công khai có người mới tiết lộ gây choáng về đối phương. Ngày 13 tháng 12, nhóm sản xuất chương trình Tết Vạn Lộc 2021 đã tổ chức buổi họp báo công bố đêm diễn vào ngày 2 tháng 1 2021. Trong buổi họp báo có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như Quang Lê, Minh Tuyết, Đức Huy, Hồ Lệ Thu và Thanh Thanh Hiền. Chia sẻ trong buổi họp báo, Thanh Thanh Hiền tiết lộ về đời tư sau khi chia tay với ca sĩ Chế Phong. Khi được hỏi liệu có thể cùng Chế Phong tái hợp trên sàn khấu hay không, cô nói: "Tôi nghĩ trong cuộc sống tình cảm và âm nhạc có thể tách bạch, nhưng trong trường hợp của tôi lúc này thì chưa thể. Năm nay chúng tôi không tham gia cùng nhau." Đáng chú ý, Thanh Thanh Hiền tiết lộ cô đã có người mới để cùng đứng lên sân khấu. Nữ nghệ sĩ sinh năm 1969 bật mí ngắn gọn: "Tôi đã tìm được người mới, hát cũng ngọt ngào lắm, còn tên là gì cho phép tôi xin giấu kín." Chế Phong và Thanh Thanh Hiền từng là một trong những cặp đôi đình đám của showbiz. Nhưng hồi đầu tháng 12, Thanh Thanh Hiền bất ngờ công khai việc đã ly hôn với con trai Chế Linh sau nhiều năm gắn bó. Dù không nói rõ nguyên nhân, nhưng qua một số chia sẻ ẩn ý của Thanh Thanh Hiền, khán giả đồng đoán chuyện Chế Phong ngoại tình dẫn đến hôn nhân đổ vỡ. Được biết Chế Phong rất nhiều lần níu kéo, muốn hàn gắn lại với Thanh Thanh Hiền nhưng không thành. Thậm chí nữ nghệ sĩ còn cắt đứt mọi cách liên lạc với chồng cũ. Thanh Thanh Hiền nói trong một buổi phỏng vấn hồi đầu tháng 12: "Lý trí nói với tôi phải cho người đó cơ hội, còn tình cảm thì nói lời ngược lại. Vết thương sâu quá không liền được, nếu muốn vết thương lành da thì chỉ có một cách là chia tay." Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.